Một nhóm các nhà khoa học ở Trung tâm điều trị ung thư Memorial Sloan Kettering thuộc Đại học Lund ở thành phố New York, Mỹ vừa thử nghiệm thành công một phương pháp tiêu diệt tế bào ung thư mới, đó là sử dụng từ trường bên ngoài điều khiển các hạt nano oxit sắt vốn đã được đưa vào bên trong các tế bào này từ trước. Nhóm nghiên cứu tin rằng trong tương lai phương pháp này có thể sẽ được dùng để thay thế cho các liệu pháp xạ trị và hóa trị hiện nay. Do tác động của từ trường nên các hạt nano oxit sắt vốn đã được đưa vào bên trong các tế bào này từ trước, xoay liên tục trong ti thể lysosome, một bộ phận nhỏ của tế bào có vai trò phân hủy các tạp chất. Khi đó, màng của ti thể lysosome trở nên xốp hơn, giúp đào thải các enzyme độc hại ra khỏi tế bào nhanh hơn và thúc đẩy một phản ứng di truyền sinh học tiêu diệt các tế bào ung thư trong khối u. Các đốm màu đỏ đại diện cho các tinh thể nano được chúng tôi đưa vào ti thể lysosome. Màu xanh đang dần biến mất là màu huỳnh quang đánh dấu trong lysosome. Các phân tử huỳnh quang này sẽ mất dần khi chúng tôi làm các hạt nano chuyển động bằng một từ trường. Điều này cho thấy chúng ta có thể phá vỡ ti thể lysosome, làm cho các enzyme độc hại bị đào thải ra ngoài. Các nhà khoa học cho biết phương pháp này không xâm lấn và ít làm tổn hại các tế bào khác quanh khối u, đang nhấn mạnh là hiệu quả điều trị cũng cao hơn nhiều so với các phương pháp xạ trị, hóa trị truyền thống, vốn gây ra nhiều tác dụng phụ. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục hoàn thành công tác thử nghiệm. Nếu thành công, phương pháp này sẽ được đưa vào áp dụng trên người, song điều này có thể sẽ phải mất thêm vài năm nữa.